cần bán bất động sản dòng tiền tại khu đô thị An Khánh với ngân sách 30 tỷ. Đây là căn nhà tọa lạc ngay tại tuyến đường Nguyễn Quý Đức, con đường kết nối với đường Song Hành và xa lộ Hà Nội. Và căn nhà này đang được chào bán chỉ cách cầu Sài Gòn 5 phút đi xe. Căn nhà có kết cấu là một trệt, 3 lầu, sân thượng với chiều ngang là 5m, dài 20m, được xây dựng phun đất. Một vị trí dành cho doanh nghiệp tập trung làm trụ sở công ty, văn phòng công ty kinh doanh tại đây. Và ngay tại cung đường này, anh chị có thể khai thác được dòng tiền thuê lên tới 70 đến 80 triệu một tháng. Mức giá chào bán cho căn nhà này là 30 tỷ đồng có thương lượng dành cho anh chị thiện chí mua. Nếu anh chị quan tâm, hãy liên hệ cho Văn qua số điện thoại 0938 868 120. Mến chào và hẹn gặp anh chị.